Mình chả bây giờ thích cái nước ướp gì bằng cái nước ướp tỏi ướt. Cái này cũng cực kỳ ngon đấy mọi người nhá. Ngon lắm. Cái này ướp dế nhỉ. Hết chưa? Cái này thì ướp cái gì cũng ngon. Ướp con dế ngon lắm. Xà. Này là món cắm nướng à? Ừ, bây giờ phải đấy đi xong rồi tạo lò cho nó đã. Tạo lò á? Đốt than chưa? À, anh em mình sẽ làm một cái lò gọi là để nướng mấy con chê này nhá. Cá chê bỏ lò nhé mọi người nhá. Đấy. Cá lò phải cắt phô mai chứ. Không gì, rơi ra cỏ. Bỏ lò cắt phô mai. Rồi. Tạm thời để nó sang đây. Đó. Rồi anh em mình sẽ đây nhá. Tạo một cái lò. À, sẽ đắp đất xung quanh cái lò này nhá. Bây giờ cắt một nửa đi đã. À, đưa kéo đây. Xong rồi sẽ bỏ than vào cái lò này nhá mọi người nhá. Bỏ nhé anh ơi. Chuyện đó. À, lò thì tắt vân quạt đi. À, không làm được theo cái kiểu đầu tiên là dùng cái lưới xanh mọi người ạ. Nên là lại phải đắp kiểu này. Đắp kiểu này thì nó lại khổ một cái là không đắp được cao. Đắp được cao vì nó không có khung ấy. Nên là ở dưới này nữa. Thế nên là mình sẽ quyết định là đào xuống dưới này một tí để cho nó đỡ ướt ở đây này. À, nó đỡ ướt ở cái thành này, than vào nó sẽ không bị tắt, không bị ẩm ấy. Bây giờ phải đào bỏ hết những cái cỏ này đi. Đấy. À, hoàn thành cái lò rồi nha mọi người nhá. Nó có độ sâu ở dưới đây này. Nó sẽ đỡ bị tắt than. Vì khi có độ sâu như thế này nhá thì cái than nó đỡ bị, cái đất nó đỡ bị ẩm đấy, nó sẽ không bị tắt than nhá. Nhưng mà bây giờ lại phải có lắp cái gì đây nhỉ? Không, bây giờ lại phải làm một cái lỗ thông gió nữa thì nó mới thông được cái than, giữ được cái than cháy lâu nhá. Không là nó kín quá là nó sẽ tự nó tắt. Đỏ chưa anh ơi? Rồi, để im, đừng quạt nữa. Chưa. Đấy, khá là vất vả để làm được cái lò này. Ây da. Đấy, thông gió. Cẩn thận sập nhé. Sập nó được mà sập. Anh là cái chuồng này anh chọc à? Không, chuồng chọc ra được. Làm cái lỗ thông gió. Đấy, với lại một cái lỗ bên này nữa. Đấy. Một lỗ bên này nữa. Hai lỗ à? Hai lỗ, hai ba lỗ. Ba lỗ à? Cho nó mới đỏ lửa nhanh. Được rồi, để thông đã. Đấy. Tiền. Ok. Ok. Lớn quá. Ok, đợi nhớ lên xin. Ok. Ok. Rồi. Tạm thời thế đã. Rồi, dùng tay đã. Rồi nha, sẽ đặt ngang những con cá chê như thế này nha mọi người nha. Xong bỏ than xuống dưới xong úp lại nha. Mới đầu, ý định của mình ban đầu ấy là làm cao lên xong cắm xuống dưới. Cắm xuống dưới để chốc con cá lên như thế này. Nhưng mà nó lại không như ý định. Đấy, nhưng mà thứ nhất là không thể đắp được cái lò cao như thế vì mình không có khung. Đấy, và thứ hai nữa là nếu mà cắm xuống như thế đổ sang xuống dưới ấy, nó cháy cái cây này là rơi con cá xuống dưới ngay. Đấy. Bây giờ mình sẽ phải đổ cái này xuống than vào đây đã. Xong thì cái gì để rót? Đây. Đổ than vào đây nhá. Xong rồi dí con cá xuống mình vừa có thể xoay được con cá mà sau không bị xong úp cái mâm lên xoay được con cá nữa cơ. Đấy. Có thông thêm lỗ không nhỉ? Thế rồi. Tắt đấy. Không tắt được. Ở trên mình để hở tí. Rồi, ok. Khá là nóng nhé mọi người. Có quạt gì không? Quạt, cháy luôn à? Có quạt gì không? À, quạt cái. Quạt xuống mạnh luôn. Đấy. Nhà mình không cần điện cũng có gió nhé. Năng lượng chạy bằng niềm tin.
Rồi. À. Em. Hai em. Xếp được đẹp vào nhé. Dí xuống tí. Hai em. Năm em. Đúng không? Đúng. Phải con thằng máy luôn. Đẹp luôn. Đấy. Đỉnh chưa, đỉnh chưa, đỉnh chưa. Mọi người thấy ản không? Quá là đỉnh cao luôn nhá. Đấy. Tí nữa là cầm cái đầu này xoay thôi nhá. Chỉ cần xoay thế này là được nhá. Đấy. Ai quên. Không hất vào cá luôn này. Úp nó lại. Phải nhấp gồ lên chứ anh. Rồi. Mình vẫn phải để hở một tí để cho cái không khí nó thoát ra được. Ok chưa mọi người? Quá là quá ok nhá. Quá nha. Bây giờ vứt đây anh em mình đi săn chuột tí. Đây. Đây. Đấy, bây giờ sẽ cho mọi người xem hiệu quả của chiếc lò của anh em mình nhá. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Nama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Ui da. Ổn áp chưa? Ổn áp chưa? Ổn đấy. Trời, tuyệt vời quá. Chín rồi anh nhỉ? Chín rồi đấy. Xoay vắt nữa nhá. Ui, nhưng mà cho nó chín khô tí đi. Đúng rồi. À, xoay. Đấy, mày lại cho con to vào trong giữa đi, con nhỏ cho ra ngoài. Okay. Đấy, mày lúc nãy mày đổi chỗ làm gì? Các em tưởng nó nhanh chín quá. Đấy, đây, đưa xem con nhỏ này. Đây mọi người. Đó. Nhưng mà phải khô một tí nữa mới ngon nhá. Con to này chín rồi. Chín hết rồi, con nào chả chín rồi. Nhưng mà phải cho nó khô một tí nữa. Để ta đi về tao con lấy... Con này chưa chín nhá. Ta về ta lấy lon nước này. Đặt đi. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy than thiếc trong lò giữ được lâu không? Còn nướng thêm cũng thoải mái luôn. Nhưng mà cần gì mày phải nhấc lên cầm cái cây mà xoay. Chủ. Đến cắm ấy. Rồi được rồi kệ nó. Mình úp ở trên là nó đấy cả mà. Nó đấy cả hai mặt đều ok mà. Đây. Úp vào. Đấy. Rồi, mọi người chờ trong giây lát nhá. Mình về đi kiểm lại nước ra. Thôi, chưa rồi anh em mình cũng đói quá rồi, không thể đợi cho nó khô được. Khô nữa là mất ngon, chỉ gọi là khô mất ngon thôi. Ra mày ra cọ cái này đi. Ok. À mà cái này nó chỉ ăn cứ cọ vào đất đấy, cọ vào đất đi. Đấy. Đấy nha mọi người nha. Khi mà anh em mình nướng cái con cá này nó phải khô đấy. Cái thịt nó phải như thế này này. Đấy, nó không khô quá nhá. Mình định để khô quá thì nó mất ngon. Thế này đẹp. Đấy, bẻ đoạn này ra để tuốt. Tuốt nó ra vì không nó sẽ dính cái đất nha mọi người nhá. Đỉnh luôn. Rồi. Đọc ạ. Ngon đi. Hai con. Hai em. Trời, đẹp tuyệt vời. Mình cảm giác mình thấy mình nướng ngon quá mọi người ạ. Mà nó ngon không thể còn kiểu gì lại ngon hơn được nữa rồi. Không được, không được. Đây. Đấy. Một đi là được. Không được gì. Ngon nha. Ui, cái thịt trên cổ này. Ngon thế. Đây này. Nhìn nó dây mà già nó mũm đấy. Con này là dao. Thấy dao. Thả nào. Mày, mày cứ tách thịt đấy. Không tách được rồi. Tách được. Đấy mày dấn. Đấy kéo con cá ra. Kéo. Thế. Đấy. Đấy. Bỏ cái đoạn đấy ra đấy. Bỏ lắm. Đấy thế. Thế.
Thôi chấp nhận là sẽ hỏng mất một con này thôi, không phải hỏng mà nát không. Nào, nữa. Tôi đuối đấy nhỉ. Không. Nào, tay tao bẩn rồi, không cần tao làm cho luôn rồi. À, giờ anh em mình sẽ sang chỗ... Ờ được, đi, chỗ đẹp đẹp thì ăn nhé. Đó. Mọi người thấy mát không? Nước đây, nước suối của anh em mình sạch thế này mà có người bảo là nguồn nước không được trong sạch. Đây. Lại bảo bẩn. Đây. Nhìn này. Trong còn thấy đáy luôn nhá, nhìn thấy đáy luôn nhá. Anh đấy. Mình đi thả trâu ra đáy luôn. Thế mà lại bảo là nước bẩn. Đây nha mọi người. Mọi người thấy ưng ý không? Quá ưng ý nhá, cho mọi người xem lại một lần nữa nhá. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời chưa? Nướng kiểu này á, được cái này, nó vừa nhanh này, nó giữ nước tốt cho con cá này. Và kiểu nó chín đều nữa. Có lật có một lần nữa. Em phải làm miếng không dài dòng. Ngon đấy. Ngon chưa? Mới các bạn mọi người nha, ăn cá chê đồng của anh em mình nha. Thì nó vàng ươm nhỉ? Dài dài lắm. Trời, ăn thế, ăn thua gì. Ngon lắm. Ăn như thế này này, mời mọi người miếng cá chê cùng anh em mình nhá. Thôi rồi. Muốn cạp thêm mấy miếng nữa nhưng mà phải nuốt đấy, không cạp thêm nữa. Nó tuyệt vời, nó từng chi tiết luôn. Nó đỉnh. Đỉnh. Thế nó thơm mà dai mọi người ạ. Ướp này, ướp này ngon lắm. Nó ớt không rắn á. Thật là tuyệt vời quá. Ấy, quên. Hay. Với tất cả mọi người nha. Em mình phải ngộp một miếng to. Lấy một phần để làm luật. Mời Hà Bá. Anh em mình bắt cá với thả cá ở đây cũng nhiều. Thả cá là những cái hôm ông Công ông Táo là thả. Còn bắt cá ở đây thì không thể nhớ hết được. Hầu như tuần nào bắt. Khu này là khu tuyệt vời nhất của anh em mình ạ. Hôm nào phải làm quả thử thách 24 giờ sống ở đây. Nhưng mà đêm ở đây nó có một cái hơi khó ở. Mà ở đây có người chết rồi. À đâu? Cách đây 20 mét. 20 mét ở trên khu này. 30 mét. Là có người đã từng ngã ở đây. Nhưng mà trẻ con ở làng mình với lại làng bên hay ra đây tắm lắm. Mà toàn tắm chỗ đấy đấy. Toàn tắm chỗ đấy nhưng không sao. Ở chỗ đấy là có một bà cụ bà ấy ngã chân xuống. À, gọi trượt chân ngã xuống. Khá là lâu rồi. Thế anh em mình tối mới không dám làm cái gì ghê. Nếu mà cho mình một cái động lực khoảng tầm triệu view cái video này mai nha mình. Thôi, anh tự đi mà làm. Hốt à? Hả? Em... Triệu view? Tối em bận ở nhà em cho gà ăn. 2 triệu view. Mình... Trói này lôi ra đây ở luôn. Không, anh ngủ. Đó. Thế này sợ mà. Anh sợ mà sợ mà. Sợ gì? Ai sợ ma nhỉ? Mà mình nói thật một điều nhá, chả ai biết con ma là cái gì mà sao ai cũng sợ ma. Sợ mà. Hả? Mày biết, mày thấy con ma bao giờ chưa? Em nghe kể con ma đó. Thế mày thấy chưa? Ai kể? Ngọc Ngạn. Ngọc Ngạn. Thế thì thật ra người ta, mình thì nói chung là mình cũng thấy nhiều lúc đi qua bãi thăm ma buổi tối với kia cũng thấy lạnh gáy đấy, nhưng mà mình chưa thấy con ma bao giờ cả. Thấy đấy. Thế thì bây giờ tại sao lại sợ một cái thứ mà mình chưa thấy bao giờ, vô hình, chưa đấy một bao giờ, mà tại sao nó lại sợ nhỉ? Lại môn! Đến lúc mà thấy ma ỉa ra quần ngất luôn. Ngất luôn. Cả đấy thấy à? Ma, nói thật, nhiều lúc thì mình cũng thấy sợ sợ thật, nhưng mà nhiều lúc nhá, giả dụ như cái chỗ... Làng mình có một chỗ có người chết ở đấy. Thỉnh thoảng mình đi uống rượu về mình phải đứng lại đấy một lúc để mình xem có con ma nào không. Nhưng mà không thấy. Nhưng mà hôm nào mà không uống rượu là phóng nhanh quá lắm. Phải đợi cái xe nào đi cùng để đi qua cái khu đấy.
không đùa được với tâm linh mọi người ạ. À, nhiều cái là có thật đấy, nhưng mà mình cũng chưa thấy bao giờ. Chưa thấy ma nhưng mà thấy gọi hồn nhỉ. Mới là thấy ma nhọc đấy nhỉ. Ma nhọc mà đang cá chuyện cá mú chả liên quan gì đến cái đấy cả. Nào trở lại cái chủ đề chính đi. Thì nó sơ sớ đây nhá mọi người nhá. Khi mà một con cá nướng lên nó ngon ấy, thì mình sẽ cho mọi người xem suốt đấy. Còn món nào không ngon á, gọi là anh em mình sẽ bảo là không ngon đó. Thật từ ngày trước đến giờ anh em mình làm cái món nào thất bại hay là thành công, thất bại cái ui không ngon thì nó không ngon. Không dối lòng mình làm gì cả. Đi bắt cá đêm ở ngoài đồng này rất là phê nhá. Ở đồng này còn một chỗ nữa gọi là anh em mình chưa thể khai phá được cái chỗ đấy. Ở đâu? Trên cốc đa. À. Cốc đa mà ngày trước mình hay quay đấy. Trên đấy phải đào cạn cơ. Bên dưới cái gốc nhuối đấy nó có một cái hầm như kiểu như thế kia nhá. Cái đá bên kia đấy có một cái hầm nó sâu vào trong ấy. Khi mà ngày trước người ta cá lũ cá nhiều ấy, nó tập hợp ở đấy rất nhiều. Không, xong nhá, bắt đầu cái hội đánh kích ấy, còn lôi cả kích điện tử chọc cả vào trong cái hầm đấy. Đấy mà không bắt được. Đợi khi nào mà nước nó rút với kia anh em mình sẽ tìm cách. Ở đây là cạnh như trước mà làm cái đập này, làm cái ngăn nước này. Thế nên người ta đắp người ta hút gần hết rồi không hút hết được. Xong người ta kích nhiều lắm. Làng dưới này cũng mang kích này, làng mình cũng mang kích này. Mấy làng mang kích đến đây kích này mất hết cả. Nhiều cá lắm, ngày trước nhiều cá lắm. Chắc tầm độ 2 năm nữa mới nhiều hẳn cơ. Tại vì trong kia là khu du lịch Áo Vua mới cả núi ấy nhỉ. Nó xả nước từ đây ra, nó cá nó to, toàn to cá to, từ đây nó đẹp. Ngày trước lũ về á, lũ về, mưa lũ nó về á, cá có những con 8-9 cân lên ruộng nhá. Nhưng mà cái này không khóa, khóa nhất là lũ về á, chỉ những có những cái mỏm ấy, nó nhô được lên á. Chuột nó bơi hết lên đấy, sang dẫn lấy cây này, nó bơi, nó trèo lên cây á. Với lại kia để nó tránh nước, tránh lũ á. Cứ lấy cái cây bằng ngón chân cái hoặc là này. Pộp phát nhặt, pộp phát, được hàng tải luôn, thích lắm. Nhưng mấy năm nay chưa có trận nào như thế. Với lại chuột anh em mình bắt hơi nhiều. À, nó còn 3 hàng nữa nhỉ? 2 hàng nữa đấy, chuột đấy nhỉ? Thế nhiều chuột. Dạo này người ta bắt đi bắt nhiều vãn nữa mọi người. Anh em mình là càng ăn chuột. Cá chê. À, hôm nào sẽ dẫn mọi người đi ở dưới này có một chỗ câu trạch chấu mọi người ạ. Bây giờ thì nó không có những con mưa to đâu. Ấy, mưa xong nó ăn nhiều. Ngày trước có những con to bằng này này, nhưng mà bây giờ kiểu đánh kích nhiều với lại săn nhiều ấy là không còn nữa. Trạch chấu thì to lắm bằng này. Thật ra là cái mưa anh em mình chặn ấy, không ai biết đấy là ở chỗ đấy có cá. Mình thề luôn nhé, không một người nào biết đấy có cá. Tại vì sao? Người ta cứ tưởng mương xây là thẳng mấy kia, tưởng là không có cá. Nhưng mà cái mương xây ấy, lần đầu tiên anh em mình phát hiện đấy là người ta đắp nước để người ta xây lại cái mương ở tít ở dưới ấy. Nhưng xong rồi nó cạn ấy. Xong rồi anh em mình hôm sau nhé, hôm sau anh em mình đi soi nhé, là mới biết nó lên, nó cạn hẳn nó lên. Hôm đấy được hơn chục con rồi. Đấy còn ngày nó nắng nữa, nó khô hẳn trong đêm ra. Hôm đấy là được hơn chục con rồi. Không ai biết cả, sau đến lúc anh em mình chặn là tiếp tục lại chặn lại bắt được cá tiếp. Cứ lâu lại chặn tại vì cứ mưa trong vài đợt. Cứ nước ở đây là nó chảy xuống đấy mà. Chảy xuống đấy với tràn qua cái đập tràn đó. Là những con cá chê nó sẽ ở lại những cái hầm của mương ấy. Cái hầm tại sao có những cái hầm đấy thì phải hỏi các bác xây dựng. Vật liệu với liếc là ăn bớt hết nên là có lúc còn đổ cả mương cơ. Xây lại. Nghiêng hết. Nghiêng. À, vì sao ở đấy có cá chê đó mình phải gọi là đính chính như thế mà lại còn toàn cá chê khủng cơ, thế em giỏi. Còn những con á, quá nhiều cái loại băng này á, nhiều lắm, nhiều lắm. Trong hang hôm qua là hôm trước là anh em mình đợi không đợi hẳn cho nó ra đêm ra ở trong á, đầy những cái loại băng này quá nhiều luôn. Nhưng loại băng này nó khát nước này, nó hao nước này. Hôm nào anh em mình đắp phải đắp từ trưa ấy,